Thằng chết nó đi xíu nó về giờ, nó hẹn 10 giờ mà. Rồi, mày hôm qua đang hay mày đi. Mẹ hôm qua đang ngồi cầm nỏ mẹ đứng rình bánh. Đùa chứ hay sao? Ờ đùa chứ. Đùa chết đi. Mày để gánh tạ tài coi, tài ngu lắm. Đụng á, có phải là mày ngu lắm hả? Mày ăn chí. Tao nói mày nè, mỗi lần mày cánh máu xong mày anh táp, mày cánh máu mày bỏ cái táp đi, mày đừng để táp nữa để mày nhìn map. Mày hiểu không? Mày bỏ táp đi vẫn được. Hôm nay anh đẳng cấp solo, hôm nay anh chơi toàn top 1, top 2 thôi nha, bớt giỡn. Không phải là bé núp lùm mà, tao thấy mày núp cho hối xí từ đầu đến luôn. Ờ núp lùm thì mày chơi game này là phải núp lùm rồi, mày ngu à? Game này mà đéo núp lùm là ngu rồi, bởi vậy kỹ năng kém. Mày chơi game là phải núp lùm thì mày chịu khó đeo mặt nạ chống mày chống thối vô, mày núp toilet là mày dễ thắng lắm. Ba cái thằng kia là chịu đéo, anh ở sạch sẽ, mình anh ở lông ở lỗ, mẹ đứng núp toilet thử đó. Mẹ hử cứt quen rồi. Nó đéo. Xưa còn đi vác phân cút cơ mà mẹ phân này thối xin nhà đéo. Cái gì vậy? Ủa, cái gì ra tên vậy? Ê. Ừ, mẹ có thấy gì nó to liên tục á. Việt Nam number one. Tên gì bây giờ nó đánh đủ băng á, đồng đội nó cũng được đánh băng, đánh băng lên người mà là mày bị bến nó cũng băng, nó chạy lại nó phá băng là mày ăn đam. Dạ con này mất dạy lắm, CC liên tục luôn. Con quần què nó trời ơi, con Sanjuni bản này cho vui, nó mang đi top, nó khống chế nhiều kinh khủng. Top mid hay thì mẹ đi rừng gì cũng vậy, khống chế fucking ghê. Mày không được phụ thuộc cái thể loại game này đâu. Cấp 2 trận nhảy đâu đây? Là tao chuyên gia nhảy vùng hẻo lánh thôi. Ở đây cũng có nhà to to nè, rồi mà thôi, bỏ đi. Nó đi qua Bosinki à? Bosinki qua đây à? Thôi, nhảy xa xa mà. Mình nhảy vào là mình lấy xe đi qua Novo. Thôi khỏi, rồi. Qua, mày nhảy xuống đây luôn cho tao. Ít nhà lắm. Kệ, ít lính từ từ, xuống không? Đúng rồi. Mà, cái chỉ đạo này một lần ra đủ, không được nó bỏ đầu. Mày cứ bay qua đấy cho tao nè, mẹ. Chúng ta lấn sân từ từ đi. Mà cứ nghe anh thì hôm nay anh làm đại bàng, chú làm chim sẻ đi. Trời ơi, mà đi vào phế tích có 5 cái nhà. 5 cái là được rồi. Mẹ thiệt chứ có 2 cái nhà mà tao còn nhảy xuống là mày tin không? 5 cái là nhiều rồi đó. Thi đâu? Thể loại này thi đấu chơi được đâu đâu mắt liền. Mày lượm nhà đấy đi, tao lượm nhà trên. Thế nó cài xong vô châu. Gì? Chưa. Mày xuống đây là yên tâm, đéo có ai đâu. Ê, trước mặt có người. Ê, cái khu trước mặt mình có người á, trước nhà tao á. Trước mặt nhà tao là có mẹ một team nhảy xuống. Nó xa mình lắm, yên tâm đi. Mình vô mình lượm súng trước rồi mình qua mình kiếm bắn chết cụ nó cũng được. Thì rồi, vào đây cho anh em đánh tạ thôi. Thì ngu, từ từ. Gửi vô cho nó chơi, chờ thử cho nó biết đã. Ờ. Cho nó bắn solo thử. Cho nó solo thử vài game cho nó biết đã. Nếu gì mà bắt nó chơi sớm. Solo cho nó biết game thế nào đã. Phải sợ thua mà cứ solo thì trước tao vô tao cũng solo mà. Tao chơi cái này chủ yếu chơi chung cho nó vô cái mình làm cái mẹ gì. Rồi qua đây đi Châu ơi, con Niêm này trên đó mà chết quá. Chưa. Thằng nào vô bố cầm Uzi bố sấy hết. Mày có súng xếp gì chưa? Hai cái súng xịt rồi mày ơi. Ta có Uzi à, ta chưa có súng gì hết. Mát còn nòng X8 nè.
Thôi rồi, lâm bắn K98 là chết, không có thể nói quan trọng là có K98 cho mày không. Từ từ cũng sẽ có. Tao mấy thằng chết không có cây nào giết hai thằng ra cây hai cây K98 được hạng nhất rồi. Đây có Skyline. Skyline. Rồi có đồ chơi của K98 nữa nè. Là bình xăng đi. Hên xui thì có cái gì sao? Rồi được rồi, mẹ một cây Scala, một cây Uzi sấy gần sấy xa được hết. Đòi gì nữa? Sao mẹ nhà ít mà chết. Cái đéo phải nhiều nhà thấy không? Mỗi thằng cây Scala một cây súng sấy. Mày súng sụp Scala giờ đi kiếm xe à? Xe giữa ngoài đường không có, ở đây là không có. Mình trong giữa vòng mà sao đéo gì thằng nào. Mẹ núp cam luôn. Ở giữa vòng luôn kìa. Nhưng mà ở giữa vòng chơi chán lắm mà đủ má thịt chứ đĩa xong rồi đi vô vẫn còn chưa thấy. Qua đi, qua bên thằng khu này. Mày núp á, mình núp là mình phải núp rìa vòng á mới có mẹ bắn chúng nó mới kiếm súng được. Qua đó đi. Nhà, tao gắn S8 vào cái Skyline đó. Ở cái khu nhà mày loát mày có người không vậy? Ở trên khúc mình ấy đối diện đó. Đó cái hướng NW á, thẳng lên thì có người. Thẳng lên xa lắm có người, thẳng lên khoảng mẹ 1 ô 2 ô, 1 ô á, 1 ô là có người. Ồ, đéo, trong đó ghê quá, chạy qua đây đi. Tao có nòng S8 mà ngó vô xem coi mày có thằng nào không biết liền. Buổi chiều tao bắn một mình solo K98, tao cầm tao được headshot 10 thằng. Mà được hạng 2 cây. Đéo quan trọng là mày giết bao nhiêu thằng, quan trọng là mày hạng mấy. Đối với tao là giết người thì trên hết. Bắn chơi game thì giết người thôi. Từ tao đang ngó xem trong đấy có ai không. Má nào X8 nhắm có cái tầm sướng, còn nào X4 nó nhắm khó. Nòng nào cũng sướng hết á, chỉ cần có X là được. Không, tao thích cái nào X8 nó có tầm. X8 nó 2. Nói là bắn tao vẫn thích X4 hơn, nó vừa tầm. Vừa tầm mấy tâm nó khó nhắm, nó che mẹ cái đầu người ta đi. Mày chỉnh tâm được mà. What the hell. Ôi mẹ vùng thả bom kìa, coi chừng trúng số đấy. Trúng số, vịt lót cái gì đâu mà. Mẹ vác súng đằng sau chạy lẹ đi. Tao chui nhà trên chưa. Ôi cái địt mẹ, ôi má thả bom cái dịch mình luôn. Ôi mẹ bom nó thả, ui ôi ngay nhà luôn kìa. Ui. Đừng có thả chết em nha, địt mẹ em đéo muốn chết đâu. Mẹ trúng số vịt lót. Bây giờ chiếu nó ra cho em M16, nhà tao có nằm sửa slipper rồi. Nằm nhắm thanh rồi. Mẹ ơi. Có tiếng xe hay sao vậy? Hình như vậy. Không. Bom nó nổ xong nó ra cái tiếng giống tiếng xe. Ý mẹ SK12. Bỏ mẹ Uzi đi nhỉ? Hả? F12K bỏ Uzi đi nhỉ? F12K bỏ Uzi đi, cầm Uzi làm gì? F12K thay có một băng đạn là xịt cho nó sướng. Nó tháo băng đạn nó đắp vô xong. Đồ chơi của cái ấy tao nhiều lắm. Đồ chơi của mẹ K98 một đống luôn đây nè. Tao đang cần cây M416. Không ra đây. M6A một mẹ. Thằng Châu qua bên nhà, cái nhà tao lượm cái lắm một trời chưa có nón nữa hả mày. Qua nhà dưới tao có nón một đó, qua lượm đi. Tao chưa có nón giáp gì hết á. Hai có giáp rồi. Ôi cái súng này thì bắn cái gì. Mỗi thằng được cái Skyline. Mà vậy là được rồi mày. Mỗi thằng cái Skyline đòi đéo rồi nữa. Tao có cái nòng giảm thanh của M16 với cái AK nè. Đó có súng M16 ở trên đó.
không mà 14 chứ quên, qua đây đi, qua cái nhà đó đi, qua nhà bên kia đi. Vào đẹp luôn. Mày có bao nhiêu viên đạn rồi? 90 viên rồi, đỡ lo. Bắn từ giờ tới Tết. Giờ mà anh em mình tự thủ cái đã. Ôm cái chỗ nào mà có tầm nhắm á, bố mày cầm Skyline bố bắn xa cũng được. Hai khẩu này đủ tới cuối game rồi. Ai biết giết thằng nào được K98 đó thì mẹ sướng vỡ liền. Lượm bom vô tí còn chọi mày. Lượm bom mù á. Má tao bị cái thằng kia nó giết giết là vì bom mù á mày. Bom stun á, bom choáng ngon hơn. Nó ném mù tao có nó giết này. Nó còn chữa tao khắc vô chứ. Vậy đó. Đây, có cái chảo gánh đít. Ba lô 2 bên này có chưa? Có rồi. Đi mod đồ đi rồi. Này mẹ kiếm chỗ núp lùm đi. Mày lấy mấy cái holographic nào hay lấy data sai? Data sai là có rồi. Tao đang cần cái kia. S12K nè, băng đạn của S12K nè. Lấy không? Ok, lấy chứ. Lấy mẹ có 5 viên bắn đấm đéo gì. Không phải, thay đạn nhanh của S12K. Thì có được cái xài đi. Lấy đi, cầm vô đi. Cầm đi thiếu văn quăng cho tao. Có được cái xài đi. Có gì xài nấy, đây, lấy đạn thêm. Rồi, có thêm đạn rồi, 120 viên, đủ bắn rồi. Mày mót hết chưa vậy? Có cái nhà bự bự ấy mà vô chưa? Tao đang vô đây. Má giờ tìm ra cây AK không đỡ nhờ. Có thằng giảm thanh mà không được xài, tiếc quá. Nhà vệ sinh có cái gì đây? Mày có tay cầm đồ gì của Sky chưa? Có hết rồi, tao full đồ chơi rồi. Chưa có cái nòng sinh giáp của nó thôi. Thôi đây tự thủ đi. Đây tự thủ tè đi đéo đâu nữa. Mà đi hết nhà chưa? Đâu thay đạn nhanh đã. Đi đây. Đây, mà đi hết nhà chưa? Đi hết rồi. Ôi, thay đạn nhanh đây, mẹ gắn vô mẹ cái Skyline đi. Skyline tao 40 viên rồi mà điên là tao dùng băng đạn. Đâu tao gắn Skyline vô. Thế là nhân cho Skyline chứ, mẹ xịt thì cần lại mẹ 5 viên mà không chết thì coi như mày xác định mày chết đi. Đi ngắm cảnh coi. Giờ kiếm một cái AKM hay là cái M416. Mẹ có AKM, mẹ gắn cái nòng X8 nha, mẹ đứng xa tẻ ngay đầu nó cũng chết nữa. Ngắm xem có đối phương ở đâu không. Thôi tao đi ỉa đây. Ôi nhà vệ sinh ỉa. Tắm. Ngắm ra ngoài đường cái đi. Có tiếng xe thầy ơi. Hướng này đi tới nè. Nó hướng E đi tới nè. Hướng ngoài đường lộ. Rồi, nó sau cái nhà rồi, sau cái nhà châu bên này là châu, nhắn nó. Bên này sau cái nhà, sau nhà. Sau nhà nào? Sau nhà trước mặt đấy đúng không? Đúng rồi. Nó vào nhà nha, bắn nó đi.
Mày xuống đây tao cover cho. Ờ. Hình như là một hai thằng à. Đéo biết. Xuống kiếm này nó ăn 2-3 viên rồi đó. Yếu rồi. Vác xe đi kìa. Mày chết mẹ nó. Đâu rồi. Chết nổi. Má nó chạy bom hả ta? Cái gì một cái đùng cái vậy? Ủa nó có mình đó ta? Ừ. Mẹ tưởng hai thằng chứ. Không tôi nhảy xuống xỏ nó rồi. Mà hình như thằng đấy nó có súng gì á, dắt sau lưng súng ghẻ không? Chứ nó lấy cái xe để đây cũng được. Đấm mấy cái kiếm ra cứ bắn đỡ lộ. Cảnh sương mù đẹp ấy. Tao nghe hình như lại có tiếng xe chạy lại đó. Cái liền gì vậy? Cứu. Nó bắn, nó bắn, trước mặt, vô đây. Thôi, bà từ, uống máu. Trong thì còn cái nón á. Bắn rớt cái nón, đi, con mẹ nó. Nãy mình là lộ vị trí, nghe nó bắn mình. Mình chưa có giáp đâu á. Một hit rồi chết á. Tao có giáp rồi. Cái cầm súng gì vậy ta? Trong nào còn nón ta? Toàn như còn cái nón trong này nè. Ở dưới. Ra là bỏ mồm nha. Nó bắn từ nhà bên kia qua. Nhà nào ta? 8 hướng hướng S đúp đúng không? Còn mẹ tao kiếm nó tao bắn. Nhà nào ta? Ở trên kia đúng không? Đây nè, phía bên này vô nè. Qua mày xích ra coi. Tao kiếm nó coi nó đâu rồi. Mà đi lên trên ra chỗ cũ kiếm nó đâu rồi, chỗ cũ đâu rồi này đúng không? Từ coi phải không đã, tao thấy đạn bay từ đó vào. Mày ngó ra cái nhà bên này coi, mấy cái dãy nhà bên thẳng mặt mày coi. Đấy, nằm luôn rồi. Đi phải súng gì vậy ta? AK à? Skyline. Mấy Skyline sao nó bắn thốn vậy? Đấy nó qua kìa. Đang chạy qua nha. Nó mở cửa vô rồi đó. Chạy lên lầu thôi, từ từ bắn nó đi. Rồi, cứu đi là mất đồ nó. Có mình à? Cái thằng hồi nãy mẹ nó. Cái gì vậy? Tao bắn để tao cứu. Bị lắm. Điện biết nó có máu. Ủa má, ủa nó ở đâu? Tao nó ở gần đây lắm chứ không phải nó xa đâu. Đứng ở đâu nó bụi á. Nó bụi sao? Có phát kit mày có chưa? chưa tao không có gì hết. Thằng này nhiều nước quá ta. Mày lấy ban killer tao lấy energy ring cho, có nòng X2 nè. Ù má, thằng này nhiều đồ chơi vậy. Giáp level 2. Tao có nòng SK12 nè, có nòng Skyline nè. Tiến chân. Tiến chân. Tao chịu uống máu. Cứu nhà tao uống máu cái. Tao lấy cái 12 tao sấy nó cho. Nó lên đó. Nó đi chậm á. Đóng cửa gì vậy? Thằng kia nó mở cửa ra rồi. Vô đây là hai xịt sấy nó. Nó vô nha. Chết con mẹ mày, sao có cái gì không? Có mình à, bắn cái chết luôn rồi. Lại có first kit nè, lấy. Nước. Xem có cái gì không? Ừ. Đồ băng đạn SK12 hay sao nè. Ơi có nòng xuyên giáp SK12 luôn nè. Có rồi.
Tao có nòng xuyên giáp của Skyline. Nó này bờ 2 rồi, để mới lấy đi. Từ từ, mẹ mod đồ đã. Mod hết đi, nón đâu rồi? Chảo có rồi, nón X2 có rồi, mẹ bandit nhiều thế, lấy luôn. Lấy nòng cái này. Ê, nòng xuyên giáp để cho cái nào ngon ta? Hả? Nòng xuyên giáp để cho xịt đi ha. Mẹ, khu này là khu của bọn tao. Khu tao sống, mẹ vô là chết. Thằng này đạn năm nhiều nè. Tao còn cái nòng xuyên giáp hay sao nè? Đưa nòng xuyên giáp đi luôn. Không, cái nòng này là nòng flat hider là nòng gì? Bắn xa à? Có rồi. Nòng flat hider là nòng bắn xa hay sao mày? Má đồ chơi mẹ. Đồ chơi của mẹ cái 98 có nè mà không có. Ê, có AKM kìa Thi. À quên Tài, lấy không? Đó. Này AKM nè, đánh bảy một đống luôn. Rồi quăng, tao đủ đồ chơi của Sky rồi. Thôi đéo xài đâu. Tao thấy đồ chơi nhiều quá, đồ chơi của cái Sky nhiều quá, ngon rồi. Tao lại có bằng xài hả? Tao có băng đạn với nè, mày không xài AKM hả? Không, mình đang trong vòng. Tao nghĩ đủ mới nằm đấy, ăn bom quá. Nó Tao vào nhà vệ sinh không? Ủa nó có đạn shotgun không? Từ từ lượm ít đạn shotgun cái, cũng mười mấy viên à. Hít mẹ cái này đi. Mẹ ngồi trên đây. Thằng nào ý kiến là bắn bỏ. Nó lên nó thấy xác nhiều lắm. đây. À, máy bay. Vẫn đang trong vòng, khỏi lo. Không, cái vòng này nó đéo bóp đâu, nó bóp tí nữa nó bóp lên đây nè. Vòng này tí nó bóp lên đó đó. Đứng dài mà quan sát, ngồi cái đéo gì. Mà có nòng cái 8 rồi ngồi trong đây chi ta? Ra ngoài ngắm xem có thằng nào không? Mà ngồi trong đây chi tại? Tí nữa vòng nhỏ vứt nòng cái 8 ra để xài nòng cái 2. Ra chỗ cũ ngó xem có thằng nào không chứ? Từ từ, nó sẽ chạy ở đâu vào? Nó sẽ chạy bên này nè. Nó sẽ chạy bên này vào, đứng bên đây ngắm. Đấy, có tiếng xe Tài. Nó sẽ chạy hướng đồi vào nè. Bên này Tài ơi. Xe bên này nè. Ôi chết mẹ. Thầy đạn cái. Đứng đây luôn, trực lên cầu thang luôn. Nó bị ăn mấy phát đạn rồi đấy. Ngó ngoài cái. Đi con mẹ xuống đấy, đấy súng đấy. Hay bên kia có xe chạy qua nữa kìa Tài. Rồi cho nó ngoài này bắn nhau đi. Có cái xe nó hướng lại đây nữa này. Xe rồi, lật xe rồi. Từ từ nha, mày cắn đi, tao bắn thằng chết thằng ngoài đó cho.
Rồi, chết hai thằng 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 rồi. Nó lên đây á. Còn nó lên á. Đồ má giờ mà vòng luôn. Ôi nó chạy bom. Chạy xe móc rồi cho nhà vệ sinh trốn ta. Mẹ chết là chết hai thằng luôn đấy. Má tao đéo có lựu đạn nổ, tao có lựu đạn tên là mở cửa ra ném tên ra ngoài không? Ném tên ra ngoài không Tài? Mở cửa tao ném tên ra ngoài nha. Mày mở cửa tao ném tên cho. Từ từ đây ra đây mới là đạn tên nè. Ủa sao toàn là súng móc không vậy? Ê, chết mẹ, bắn nó Tài. Đó nổ đạn tên rồi đó, nổ đạn tên rồi. Mày sao rồi, chết chưa? Má vừa mở cửa rằng cái nó đấy. Chết rồi, đồ má. Đông lắm. Ở đây đông lắm. Sao mày đéo giao tiếp Tài?